Để mai mẹ mua xôi chả chiên chà bông cho ăn. Đi xích bên đây nè, đi xích bên đây, bên đó dơ á. Xích bên đây, xích bên đây. Mẹ con ăn cho chả chiên hết luôn. Con ăn cho chả chiên hết luôn. Giờ có cơm sườn ăn không? Mẹ ăn cơm sườn, con ăn. Ăn cơm sườn đi. Cảm ơn cơm sườn ăn cho chả chiên cho bóng mướt à, ăn cơm sườn ngon mà. Ngon mà. Phải bà nội không? Phải không? Rồi đi vô kêu bà ba, cho bà ba đi. Kêu lớn lên. Kêu lớn lên. Bánh canh chay. Bánh canh chay. Bà nội dẹp xuống kìa. Đi ra bà nội dẹp xuống nè, đi cho bà ba đi ra nè. Đi mẹ đi về nè. Đi 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 đi. Trả cái gậy đi. Không có. Đi. Bà Sáu qua chơi. Mua hồi sáng mua của bà nội dẹp bánh canh chay. Đi 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 đi. Nắm tay dẫn bà ba ra mất mẹ ơi. Bà ba mày dụ bán bà nội mày dụ bán bánh canh liễu cho tao hả? Ờ, bánh canh nó không có ăn. Hả? Bánh canh của Liễu không có ăn. Phải bánh canh bà Liễu nấu không? Ừ. Đi ra lẹ nè, đi ra lẹ nè. Mẹ đi về nè. Đi ra, đi ra.